Vâng, xin chào anh chị các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong chương trình Kinh nghiệm SEO by Phan Anh. Và video này tôi sẽ nói về một số những cái giải pháp mang tính cơ bản để xử lý các vấn đề liên quan đến tình huống mà SEO bất động sản đang gặp phải. Họ gặp phải bốn cái nhóm vấn đề chính, đúng không ạ? Thiếu kinh nghiệm, thiếu kinh nghiệm thực chiến, thiếu kinh nghiệm về bất động sản, thiếu kỹ năng về online marketing, thiếu định hướng nghề nghiệp, vân vân. Như bài trước tôi đã nói, thì một số các video sau đây thì tôi sẽ trình bày về những cái giải pháp căn bản để giúp cho các bạn định hướng. Chúng tôi sẽ không đưa ra những cái giải pháp mang tính chi tiết cụ thể cầm tay chỉ việc, mà chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp mang tính định hướng để cho các anh chị hình dung ra, và nhất là các bạn trẻ hình dung ra, được chưa ạ? Vâng. Thứ nhất là về nếu như mà các bạn thiếu kiến thức về bất động sản, thì đã gọi là thiếu thì chúng ta sẽ cần phải bổ sung, chúng ta sẽ cần phải học hỏi và tăng cường. Bởi vì chúng ta thường xuyên tiếp xúc với những khách hàng bất động sản thì chúng ta phải nói những câu chuyện liên quan đến bất động sản, có đúng không ạ? Các bạn nên đọc thêm các sách về đầu tư, về tài chính, về bất động sản giúp tôi, được chưa ạ? Các cái tạp chí trong nước cũng như nước ngoài, internet, báo chí, các cái chuyên trang đấy, các bạn đọc về bất động sản, đúng không ạ? Về cái vấn đề đánh giá, về góc độ, các cái loại vấn đề liên quan đến pháp lý của bất động sản nữa, các bạn cũng cần phải học hỏi, đúng không ạ? Bạn càng trở thành chuyên gia, bạn càng uyên thâm bao nhiêu thì bạn càng có nhiều câu chuyện để trò chuyện, để tư vấn, để kết bạn và để giúp đỡ cho khách hàng. Cái việc mà các bạn có kiến thức sâu, rộng và uyên thâm về bất động sản sẽ giúp các bạn kiếm được nhiều tiền hơn và nhìn ra vấn đề tốt hơn, đúng không ạ? Và các bạn phải biết phân loại được các cái dạng thức mua bất động sản, mua đầu tư như thế nào, mua nghỉ dưỡng như thế nào, đúng không ạ? Mua chung cư cao cấp như thế nào, mua chung cư thấp cấp như thế nào, mua nhà ở như thế nào, bất động sản cho thuê như thế nào, bất động sản nghỉ dưỡng như thế nào, bất động sản đầu tư như thế nào. Mình phải đưa ra được những cái lời khuyên và nhận định mang tính kinh nghiệm của mình rất là nhiều. Đó. Thế rồi thì các bạn cần phải đọc cho tôi những cuốn sách về tâm linh, về phong thủy. Phong thủy nhá, đặc biệt là phong thủy trong bất động sản, đúng không ạ? Thậm chí bây giờ người ta còn có cả bất động sản cho người chết, đúng không ạ? Đó là các cái dịch vụ nghĩa trang đấy, rất là tốt, rất là tốt. Thế thì chúng ta cần phải am hiểu về tâm linh, về phong thủy, về tín ngưỡng, tử vi tướng số. Chúng ta không trở thành một thầy tướng số nha, chúng ta không trở thành một thầy tướng số. Nhưng chúng ta giúp khách hàng xem được ngày, được giờ đẹp, tuổi đẹp, hướng đẹp, căn đẹp, số đẹp, vân vân. Thì chúng ta phân tích như vậy, chúng ta trở thành chuyên gia và khách hàng vô cùng thích thú, đúng không ạ? Thế rồi các bạn có thời gian nữa, các bạn học giúp tôi kiến thức về kiến trúc, đúng không ạ? Hướng như thế này, rồi gió như thế kia, rồi các bạn đọc được bản vẽ, các bạn hiểu được về nội thất, các phong cách thiết kế. Giả sử các bạn học cho tôi 5 cái nhóm như vậy, đúng không ạ? Nhóm về đầu tư tài chính, nhóm về bất động sản, nhóm về pháp lý, đúng không ạ? Nhóm về các dạng thức mua, nhóm tâm linh và nhóm kiến trúc. Vâng, 6 nhóm, không phải 5 đâu ạ. Rất tốt. Thì tôi tin rằng với lượng kiến thức như vậy, các bạn sẽ trở nên tự tin, các bạn sẽ trở nên hữu ích và các bạn sẽ trở thành chuyên gia. Nếu như các bạn chưa làm được điều đó thì hãy làm đi, bởi vì đây là lời khuyên đúng đắn, đúng không ạ? Ví dụ như tôi đi bán hàng, tôi có nói gì về sản phẩm đâu. Tôi nói về công ty của anh thế này, công ty của anh thế kia, cuộc sống của anh này, cuộc sống của anh thế kia, đúng không ạ? Gia đình này, gia đình thế kia. Chúng ta trò chuyện với nhau, nói chuyện với anh khách hàng như vậy, nói chuyện với chị khách hàng như vậy, để mình thấu hiểu, để mình tạo sự tin cậy, để mình tạo sự gần gũi. Và lúc đó thì mua hàng thôi, đúng không ạ? Thuận mua vừa bán, chúng ta không gượng ép gì cả, chúng ta hết sức thuận mua bán, chúng ta tạo lòng tin, được chưa ạ? Vâng. Thì vừa rồi tôi sẽ xin phép trình bày cái video ngắn ngắn về giải pháp liên quan đến kiến thức về bất động sản. Thì tôi sẽ xin phép được tiếp tục ở trong video tiếp theo nói về giải pháp liên quan đến định hướng nghề nghiệp. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.